Quý vị đang theo dõi chương trình phát hình của Việt Face TV trong chương trình Văn nghệ Thúy Nga và chúng tôi đang có cuộc nói chuyện rất thí thú với Kỳ Duyên. Bây giờ xin trở lại. Hồi nãy là Kỳ Duyên nói là Kỳ Duyên từ trước tới giờ sau khi bố mất rồi thì bắt đầu Kỳ Duyên mới research, mới tìm hiểu thêm về những cái hoạt động của bố ngày xưa. Có khi nào Kỳ Duyên đã có những cái lúc bất đồng ý kiến với bố không? nếu mà nói về bất đồng ý kiến về những cái quyết định của bố thì duyên thì không tại ừ. vì em cũng đâu có hiểu gì để bất đồng ý kiến ừ. nhưng mà nhiều khi ngồi nói chuyện hai bố con có thể nói qua nói lại uh, tranh luận về vấn đề này vấn đề nọ duyên thì gọi là uh, lúc nào cũng ưa hỏi bố ừ. hỏi xong rồi nó ối nhưng mà tại sao như vậy như vậy hay ừ. là ví dụ như là uh, trong những uh, nói chung là những cái tiến trình ví dụ mà hỏi bố ấy, uh, bố nghĩ là về dân chủ thì uh, bố có đồng ý là mình phải đi về kinh tế trước rồi dân chủ nó mới tới sau hay không hay là đi ngược lại ừ. thì bố kỳ duyên nói nói nhưng mà kỳ duyên chưa tin đâu nói xong kỳ duyên về mua ba bốn cuốn sách đọc trong cái subject đó xong rồi mới về nó à bố nói đúng <laughs> rồi về nó ở à, bố, bữa bố nói con vậy đó bây giờ con đọc lại con thấy ở ông kia ông cũng nói giống bố <laughs> lúc đó sao thì ông có có, có 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 cốc đầu không, không bố kỳ duyên không bao giờ bố kỳ duyên được là không bao giờ và và trong cuộc đời đó ví dụ duyên làm sai nếu mà nói có cãi lời đó ừ. thì ví dụ như là nói thật chịu mà thích đi chơi với ai hay là ví dụ thích lấy ai vâng <laughs> đưa ra một cái ví dụ nè à, hồi đó duyên có quen trong đại học thì có quen một anh người mỹ ừ. thì lúc đó anh hỏi lấy thì duyên cũng nhận là fiance thì đưa tới uh, giới thiệu bố thì bố thì duyên có nói ngay là <laughs> con ơi cái thế hệ của con á có không lấy người mỹ được đâu ừ lá dụng về cội mà thì cái duyên nói ơi Nhưng mà cái anh này anh rất là việt nam anh còn ăn được mắm tôm anh còn ăn được nước mắm thì bố kỳ duyên có nói nghe con à người mỹ họ ăn mắm tôm nó không giống hàng việt nam ăn mắm tôm đó thì bố, nhưng mà rồi con để coi và anh biết không duyên vẫn duyên vẫn đi bố không cản bố không ừ. bao giờ cản duyên vẫn đi nhưng mà rút cuộc sau hai ba năm thì khi cái cuộc tình đó đổ vỡ đó rõ ràng là nó đổ vỡ vì cái culture, vì cái uh, cái ngăn cách giữa hai cái um, culture là tiếng việt là cái gì? Văn hả? hóa giữa hai cái văn hóa. Y như bố duyên nói, ừ. um, thì lúc đó duyên mới thấy là ông nói đúng. Nhưng mà duyên về thì uh, bố duyên không bao giờ nói, không bao giờ nó ở đó. hồi đó tao nói mày không nghe, không, không bao giờ. Và tiếp tục vài lần sau cũng sai, <laughs> bố duyên cũng không nói và không hỏi. Bố duyên đặc biệt cái rất là hay. Uh -huh. Uh -huh duyên lấy ai bố duyên ai đưa tới bố duyên cũng chấp nhận tức là lúc nào cũng tôn trọng cái ý kiến của cũng, con cũng cũng tấp ừ. chấp nhận và tới khi mà ly dị hay bỏ hay là ông không bao giờ hỏi tại sao ừ. hay không bao giờ nghe đồn cũng chưa bao giờ hỏi ủa vậy là um, hai đứa bay dã hay là con ly dị không ừ. bao giờ hỏi ừ. nhưng mà nếu mà duyên hỏi ý kiến thì ông cho ý kiến và trong cái chuyện personal thì duyên thấy là gần như là đúng một phần trăm hay là ông nói ví dụ hỏi là bố ơi như vậy sao ừ rồi con con coi đi bố chỉ cho cái người đó một tháng thôi thì con sẽ thấy như vậy như vậy và rằng, y như rằng hả? gần như là một tháng thì y hệt như ông nói <laughs> hay thì sau này thì Duyên thấy là những cái nói chung là những cái nhận định về con người ông nhìn rất sâu sắc anh ông chỉ liếc qua một cái là ông nhìn và đúng như vậy yeah. Uh, cách đây vài năm khi mà lần đầu tiên uh, bác trai uh, quyết định đi về Việt Nam, yeah. lúc đó thì cũng giấy lên một cái là những cái tranh luận ở trên internet, yeah. thì Kỳ Duyên lúc đó hình như có phát biểu là Kỳ Duyên ủng hộ bố tất cả những hoặc là quyết định của ông là vì miễn sao lúc đó là ông vui là đúng là được phải không ạ? Thật ra đó Duyên nói Duyên ủng hộ là Duyên không biết gì về chính trị hết, yeah. thành ra Duyên không thể nói là Duyên ủng hộ là cái đường lối uh -huh. của bố là đúng hay sai, uh -huh. nhưng mà Duyên chỉ biết rằng là nếu cái đó là cái quyết định của bố duyên thì duyên sẵn sàng đứng đằng sau bố duyên đó là cái tình thương thôi anh thì cũng như là duyên nghĩ là đối với bố duyên ngược lại với duyên cũng vậy tất cả những cái quyết định duyên quyết định ông chưa bao giờ nói ngay cả cái bước chân đầu tiên vào văn nghệ đó thì anh biết là hồi xưa mới đầu thì nhà vẫn nói là thôi đi học đi tại sao đi làm văn nghệ rồi nhất là khi mà nhảy với anh nguyễn hưng mà váy ngắn váy nghĩa rồi ừ. thì duyên có nghe mấy bác là chị của bố duyên thì nói là tại sao con mặc như vậy đó ừ. là bố không đồng ý con mặc đấy nhưng mà đối với duyên thì không bao giờ bố duyên nói và không bao giờ bố duyên lên tiếng ừ. nói với công chúng là tôi không muốn con gái tôi làm cái này hay cái kia và đó là ủng hộ duyên rồi chứ gì nữa Đúng yeah. Ừ. À, ngày hôm qua trước cái cuộc phỏng vấn với Kỳ Duyên, yeah. tôi có lên trên internet tôi xem lại một lần nữa, thì vô tình tôi lại thấy một cái tin này rất mới, nó ừ. vừa được post lên ngày hôm qua yeah. do người Việt online post, à, à, nói là WikiLeaks mấy ngày hôm nay thì họ đã tung họ đã đã leak ra một số ừ. các cái tin, các các cái công hàm trao đổi giữa Việt Nam cũng như là Hoa Kỳ, ừ. thì trong đó người ta có đưa ra một vài cái chi tiết là tướng Nguyễn Cao Kỳ ừ. khi mà đã quyết định về Việt Nam thì cái lần đầu tiên khi ông về thì ông đã đã trình bày với chính phủ Việt Nam là ông muốn được sửa sang lại cái wow. nghĩa trang quân đội ở, ở biên hòa. ô mà cái này là họ có ghi ở trong những cái memo hay cái gì đó hả? Có. Wow. Có ghi và sau đó thì hình như là cái vụ này khâu sau đó không được thực hiện. À. Ừ. thì mãi về sau này thì có một số tư nhân về mới là các cái vị trong quân đội Việt Nam Cộng hòa ngày xưa họ về thì họ tự vận động và đem về một số tiền tự làm theo kiểu tư nhân thôi yeah, cũng yeah. sửa sang lại cái mộ Kỳ wow. Duyên có biết tí gì về cái hoạt động đó của bố không? Um... Hoàn toàn không biết đây là lần đầu tiên nghe anh nói. Ừ. À, Duyên có biết là bao giờ bố Duyên cũng muốn nói là về có nghe là tu bổ nghĩa nghĩ trang gì đó đã. nhưng mà Duyên không biết là hỏi vào thời điểm nào và Duyên cũng không biết là đi tới đâu. Ừ. Nhưng mà nếu mà họ đã nói ra mà có biết như vậy thì cái đó là một cái điều rất tốt. Ừ. Duyên chỉ biết là suốt cuộc đời bao giờ đối với những anh em à, trong không quân trong khung đội là những người thân nhất của bố thì Duyên thậm chí có thể nói là người ngoài thì có thể nói là còn thương hơn con là ừ. ví dụ như là khi bố ăn một món gì ngon ăn nhậu hay cái gì là bao giờ cũng phải có các chú đến à, những cái gì mà bố chia sẻ hay cái gì là bao giờ cũng nhà duyên bao giờ cũng thấy có các chú bên cạnh ừ. thì theo mẹ duyên nói là những cái người mà bố duyên thương nhất vẫn là những các anh em trong quân đội và nhất là các anh em trong không quân những chiến hữu dạ. gần gũi phải không thì cái đó là cái mà duyên biết thành ừ. ra duyên duyên không ngạc nhiên nếu đó là những cái gì ông đã request ừ. ở chính phủ Việt Nam thì duyên không ngạc nhiên có khi nào duyên nghe đi ra ngoài nghe người ta nói về bố mình thế này thế kia rồi viên chuyên về hỏi tại sao bố làm như vậy bố làm thế kia nếu mà có đó thì nó lại ngược lại anh ừ. là những người mà gặp kỳ duyên á thì bao giờ họ cũng tới họ bắt tay ừ. và họ nói là ví dụ như là chú ở trong bao giờ duyên gặp cũng là duyên về duyên nói bố chú ở trong đơn vị rồi nguyên một cái dài rồi ở đâu ở năm nào nó mà nó dạ dạ rồi nhưng mà bao giờ cũng là chú rất là ủng hộ bố ừ, ừ. lạc là, là chú nghĩ bố làm như vậy là tốt thì bao giờ họ nói chính duyên thì, tức là những người gặp gỡ trực yeah, tiếp là bao gì? giờ họ cũng nói với cái ủng hộ ừ, chưa ai nói với duyên là Bố duyên làm như hay là chắc nếu ừ. họ nghĩ vậy thì họ đã không tới nói chuyện với mình. Ừ. Sơ so duyên lại không gặp những cái đó. Ừ. Yeah. Như vậy là trên cái, cái 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 những cái bước đường của Kỳ Duyên thì lúc nào thì Kỳ Duyên cũng gặp những người ủng hộ và những ý kiến của dạ vâng. của của, dạ của vâng. bác trai. Dạ. Cảm ơn Kỳ Duyên với những chia sẻ vừa rồi. Chúng ta đã cùng theo dõi và tìm hiểu về những cái tâm tình của một người con đối với một người bố và đặc biệt là người bố vừa qua đời. Uh thì tất cả mọi sự dường như đã yên ổn hết rồi yeah. một lần nữa thì thôi chúng ta cũng khép lại chuyện này đúng yeah. không ạ yeah. cảm ơn Kỳ Duyên rất nhiều bây giờ chúng ta chuyển sang một cái trang khác yeah. bây giờ xin hỏi về những cái hoạt động của Kỳ Duyên a yeah. à, yeah. à, còn một câu hỏi nữa là được biết là cái đám tang của bác diễn ra và sau đó không lâu thì Kỳ Duyên lại phải đứng sân khấu trong chương trình Paris By Night một trăm bốn hai cái sự kiện nó sẽ gần nhau làm sao Kỳ Duyên có thể có đủ tinh thần để làm việc Trong cái cuốn 104 vừa rồi Thật ra đó thì Khi bố bố của Kỳ Duyên mới qua đời Thì Duyên đã cancel Tháng đó chắc cũng phải cancel gần 10 show Đó là trong 3, 3 cái tuần đầu Tại vì lúc đó Duyên đang đi tour ở Việt Nam uh -huh. Và có show ở bên Korea Rất là nhiều show gọi Thì nếu mà anh nói là ngay cái một tuần, hai tuần đầu đó thì chắc chắn là không có đủ tinh thần Nhưng mà cái của Thúy Nga Thì nó xảy ra Kỳ Duyên cũng nghĩ là uh, 49 ngày mới qua Mà Thúy Nga thì mới tuần vừa rồi Thành ra nó cũng là 7 tuần ừ. um, Thì Kỳ Duyên thấy là Thứ nhất Mình buồn, mình khóc nó đến một cái lúc nào đó thôi Rồi khi mình Bắt đầu lao đầu vào công việc á, Thì nó cũng trong những cái lúc mình làm thì mình không nghĩ tới những cái chuyện buồn. Và khi mà Kỳ Duyên đứng trên sân khấu thì mình thấy khán giả, mình thấy được những cái nụ cười của khán giả, mình thấy được những cái tình thương của khán giả thì cái đó là làm một cái sự an ủi rất lớn. Vậy tại vì nó làm cho mình quên đi nhiều. Và Kỳ Duyên cũng học hỏi được sau cái 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 cái, cái cơn buồn này là khi mình buồn á có những lúc mình phải mình phải khóc, mình phải ở nhà, mình phải để cho cái cơn buồn nó tàn phá nó đến với mình yes ừ. nhưng mà sau lúc đó rồi mình phải đi ra ngoài mình phải gặp bạn bè mình phải có những người nói chuyện và thì nó an ủi hơn là mình cứ khép kín và trong cái show thúy nga vừa rồi uh, duyên 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 đỡ được rất nhiều đó anh ừ. duyên đỡ được rất nhiều là tại vì có những cái lúc mình phải chống chọi bằng cái bổn phận Ví dụ như là Duyên đang ở trong đó rồi Duyên nghe cái tin là uh, sẽ không có cái lễ 49 ngày ừ. sẽ rời nó nó làm một cái rất là căng thẳng nhưng mà duyên duyên đang buồn đang bực thì lại nói duyên phải đi làm script anh ạ à, rồi à. Duyên duyên bây giờ Duyên kiếm những cái chốc vui đi ăn kể chuyện này chuyện nọ thì vì cái bổn phận của mình mà mình phải đương đầu thì mình lại qua được những cái đó và mình, mình à. tạm thời gác nó qua một bên ừ. thì duyên lại thấy là tiếng Mỹ nó gọi là very therapeutic. Ừ. Nó, nó nó actually nó, help nó giúp a Cho lot. mình, yeah, nó, giúp, nó giúp cho, cho mình, mình nó mình help qua a lot. Được những cái yeah. lúc khó khăn. Yeah. Hay quá. Yeah. À, chúng ta nói về uh, bây giờ nói về chuyện uh, kinh doanh của Kỳ Duyên đi. Phải yeah. right <laughs> không? À. À, Kỳ Duyên đang có vừa mở cái Kỳ Duyên House vâng thì uh, ngay bên cạnh Việt Face ừ. anh đi làm ra đây mà anh muốn thì ghé nào cũng đi nghe, tôi thì thấy <laughs> anh đó. anh muốn ghé lấy một lọ sữa ông chúa hay một lọ Slim Fit USA thì cách <laughs> Việt Face có hai căn thôi quý vị <laughs> vâng thì thưa anh thì trước đây Kizin House chỉ là một cái online shop ừ. nhưng mà sau này đó cứ mỗi lần uh, gọi tới có nhiều người họ ở ngay khu uh, Little Sài Gòn mà họ nói ồ shipping phải tốn tiền shipping thôi có nơi nào để tôi tới tôi lấy không thì cứ cứ chạy tới mới đầu thì cứ chạy tới rồi uh, có nhiều lúc uh, uyển là người partner của duyên phải mang xe tới ngồi trong xe chờ ra à, <laughs> thành ra cái lần lần hai đứa cũng nghĩ là thôi nếu mà có một cơ hội mà có cái shop nhỏ để cho khách hàng dễ tới lấy hàng thì thì uh, tiện thì hơn có. Dạ, vậy. tiện dạ, hơn phải không ạ nói qua một tí về những cái kinh doanh ở Việt Nam À, thì hiện giờ thì um, cũng như anh biết là có cái nhà hàng ở Đà Nẵng là Memory Lounge ừ. à, uh, Trước khi Kỳ chuyện nói thì tôi cũng yeah, nói luôn yeah. uh, Nghe nói là có đại gia trúng lưng <cười> <cười> Thì tất nhiên là có rồi anh ơi Làm sao mà Duyên nếu mà anh tới Memory Lounge hay là nếu mà quý vị có tới Thì phải nói rằng là uh, đó là một cái nhà hàng rất đẹp Và cái tiền uh, chi phí xây uh, thì nó lên tới 2 triệu Nhất ừ. là ở Việt Nam Một cái con số rất là lớn Thì uh, làm sao mà Duyên có hai triệu được anh? Thành ra nếu mà gọi là gọi là partner cho nó oai vậy chứ nếu mà partner thì uh, vốn của partner của Duyên thì thì, thì bằng chừng này. Uh, vốn của Duyên thì thì uh, cái gì cả thì, uh, <cười> <cười> uh, thì nói chung là <laughs> nói chung là không biết là nó có tới được bao nhiêu đây không. Uh, ừ. Và Duyên rất là may là Duyên gặp uh, những người hợp tác là những người rất là tốt. Uh -huh. Họ có một cái nhìn rất là xa uh -huh. và họ Đúng theo cái đường lối mà Duyên muốn uh -huh. Thì Duyên có cái hậu thuẫn như vậy à, Duyên lo về vấn đề marketing Về vấn đề management Thì đó là một cái sự hợp tác rất là tốt đẹp Cho tới ngày hôm nay Từ hôm mở hàng, mở hàng cho tới bây giờ Thì tình hình thế nào? Rất tốt anh uh -huh. Rất là ngạc nhiên là ngay từ hôm đầu Từ tháng đầu anh biết nhà hàng Thì họ nói rằng là uh, phải 6 tháng triệu lỗ Cho tới một năm Nhưng mà ngay từ tháng đầu thì đã không có lỗ oh. Không có lỗ không có nghĩa là có lời à. <laughs> không có nghĩa là có lời nhưng mà uh, người partner của duyên thì tất cả những cái tiền mà được thì lại đầu tư vào ở trong cái cái memory lounge rất là khó khăn ngay cả như là có cái phòng gọi là phòng vip phòng ừ. vip uh, mới furniture tới để vào thì uh, người partner của duyên anh nhìn thấy không đẹp ừ. thế là chưa hư gì hết bỏ upgrade lên làm ghế ra làm thành ra tất cả những cái tiền lời trong nhà hàng đều lại đầu tư vào trong đó hay là chưa được thì cái surround sound system bằng nhạc Bose và tới lúc nào duyên tới duyên cũng thấy là đang làm những cái mới những cái mới và mỗi tháng duyên trở lại thì thấy nhà hàng đẹp hơn đẹp hơn một tí và mới đây thì lại có nguyên một cái cái menu wine rượu thành ra rất tự hào là nói có thể là ở memory lounge hiện giờ là một cái wine một cái list of wine Most um, đầy đủ nhất ừ. nói chung là ở um, central là miền miền Trung, miền Trung ở ở Việt Nam hiện ừ. giờ một cái cái kho kho tàng rượu ừ. về rượu Pháp, rượu Argentina, các thứ rượu trên thế giới thành ra ừ. càng ngày nó càng 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 tốt hơn. Vâng thưa quý vị, chúng ta đang cùng có những phút tâm tình thật là thoải mái với kỳ duyên nhưng mà chúng tôi rất tiếc là thời giờ không còn nữa à, Có lẽ là phải Chắc phải mời Kỳ Duyên lên lần thứ hai Phần 2 tập 2 tập hai. hai, hai. chuyện dài nhiều tập yeah, à, Vì đang sure. còn nói nhiều chuyện quá muốn hỏi Nhưng mà rất yeah. tiếc là hết giờ Thôi thì uh, mọi việc thì đã xong hết rồi Một lần nữa được chia buồn với Kỳ Duyên yeah. Chúc Kỳ Duyên lúc nào cũng thành công Luôn luôn thành công, luôn luôn trẻ đẹp uh, Và tất cả mọi việc đều hành thông yeah, Cảm ơn anh uh, Một lần nữa Kỳ Duyên uh, xin cảm ơn tất cả những Quý vị, những vị sư, những vị tăng, những ni cô, những phật tử cùng tất cả những người fan, những người ái mộ đã viết vào cho Kỳ Duyên và cho gia đình chia buồn và nhất là đã cầu nguyện cho linh hồn của bố Kỳ Duyên. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn anh.